video ngày hôm nay mình sẽ hướng dẫn mọi người cách cắt dán quả bí ngô bằng giấy thủ công bò. Để làm sản phẩm này chúng ta cần chuẩn bị nhất là giấy thủ công bò, bút dạ, kéo cắt và hầu dán. Bây giờ chúng ta cùng bắt đầu.